Chiều nay các trận đấu đầu tiên của giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền bắt đầu khởi tranh. Đúng như kỳ vọng của khán giả, các trận đấu đều diễn ra kịch tính, cống hiến nhiều pha bóng đỉnh cao. Mở màn là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng chuyền nữ Hải Tiến Thanh Hóa và VTV Bình Điền Long An. Ngôi sao trên sân Trần Thị Thanh Thúy đã chứng minh đẳng cấp của mình khi đã mang về nhiều điểm số cho VTV Bình Điền Long An để kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-0. Ở trận đấu thứ hai, hai đội bóng chuyền nam Hà Nội và Thể Công đã cống hiến cho khán giả một trận đấu kịch tính khi liên tục giằng co nhau từng điểm một và đã có những set tiến đến điểm số 31. Nhưng tại những thời điểm quyết định, Thể Công luôn bản lĩnh hơn để chiến thắng sát nút. Kết quả chung cuộc, Thể Công giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Cũng trong ngày hôm nay, hai đại diện chủ nhà là câu lạc bộ bóng chuyền nam Tràng An Ninh Bình và câu lạc bộ bóng chuyền nữ Ninh Bình Deverco ra quân trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Kết quả các trận đấu sẽ được chúng tôi cập nhật trong những bản tin tiếp theo.